Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát Các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay Thứ tư ngày 12 tháng 1 năm 2022 Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều Thưa các bạn Trong phiên giao dịch hôm nay thứ tư ngày 12 tháng 1 Vàng thế giới đã suy yếu so với thời điểm trưa nay Khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ Và tỷ giá đồng đô la cũng đang đứng vững ở mức cao trong khi đó, Giá vàng trong nước có phiên tăng giảm trái chiều với mức điều chỉnh từ 50 cho đến 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết chiều mua vào tại mức 60.950.000 đồng một lượng ở chiều bán từ 61.600 cho đến 61.620.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 650.000 đồng/lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 61 triệu đồng/lượng và 61.600.000 đồng/lượng. Giá không thay đổi so với phiên ngày hôm qua. Còn tại Hà Nội, vàng Doji hiện đang giao dịch tại mức 60.950.000 đồng/lượng ở chiều mua và chiều bán 61.600.000 đồng/lượng tăng 100 000 đồng lượng ở chiều mua và tăng 50 000 đồng lượng ở chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji hiện tại từ 500 cho đến 600 000 đồng lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi bảng niêm yết giá vàng trong nước và thế giới nhé. Thưa các bạn, hiện tại vàng thế giới đang giao dịch ở quanh mức 1816 đô la Mỹ một ao Tính ra trong phiên, vàng thế giới đã giảm khoảng 5,4 đô la với tỷ lệ 0,3%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 1.814 đô la Mỹ và cao nhất 1.822 đô la Mỹ một ao. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 42.790 đô la Mỹ một đồng. Chỉ số USD Index thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác hiện đang đứng tại mức 95,612 điểm. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đang đứng tại mức 1,748% một năm. trong Phi đã tăng 0,52%. Giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng mạnh, hiện đang giao dịch tại ngưỡng 81,461 đô la Mỹ một thùng. Trong phiên nó tăng 0,25%. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn Tại phú quý SJC tăng 30.000 đồng một lượng chiều mua và chiều bán điều chỉnh giảm 20.000 đồng một lượng. Ở chiều mua hiện đang giao dịch tại mức 61 triệu 130 000 đồng lượng chiều bán 61 triệu 630 000 đồng lượng tại Bảo Tiến Minh Châu tăng 20 000 đồng lượng chiều mua và giữ nguyên chiều bán ở chiều mua hiện đứng tại mức 61 triệu 130 000 đồng lượng chiều bán 61 triệu 600 000 đồng lượng tại Mỹ Hồng SGC tăng 50.000 đồng lượng chiều mua và chiều bán giữ nguyên. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 61 triệu 000 đồng lượng, chiều bán 61 triệu 500 000 đồng lượng. Giá vàng SJC tại một số ngân hàng. Tại ngân hàng Exim Bank giảm 100 000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 61 triệu đồng một lượng, chiều bán 61 triệu 400 000 đồng một lượng. Tại ngân hàng ACB giảm 50.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua đứng tại mức 61.050.000 đồng lượng, chiều bán 61.550.000 đồng lượng. Tại ngân hàng SCB giảm 100.000 đồng lượng chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Ở chiều mua hiện đang giao dịch tại mức 61.100.000 đồng lượng, chiều bán 61.500.000 đồng lượng. Tại ngân hàng TPBank Gold tăng 100.000 đồng lượng chiều mua Chiều bán điều chỉnh tăng 50.000 đồng một lượng. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 60.950.000 đồng một lượng. Chiều bán 61.600.000 đồng một lượng. Giá bạc STC chi nhánh ở các tỉnh thành đều có mức điều chỉnh giảm 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Theo đó, ở chiều mua hiện đang nem ít mức giá từ 60.920.000 đồng một lượng đến 60.970.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 61 triệu 600 000 đồng một lượng đến 61 triệu 650 000 đồng một lượng. Giá vàng bố số 9 vàng nữ trang SGC Nhận bố số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ tăng 100 000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán ở chiều mua hiện đang giao dịch tại mức 52 triệu 400 000 đồng lượng chiều bán 53 triệu 100 000 đồng lượng và nếu trang bút số 9 cũng có mức tăng tương tự 100 000 đồng lượng cả hai chiều mua bán và chiều mua hiện đứng tại mức 52 triệu 100 000 đồng lượng chiều bán 52 triệu 800 000 đồng lượng và nếu trang 24k tăng 99 000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán ở chiều mua hiện đang có mức giá 51 triệu 177 ng.000 đồng lượng Chiều bán 52.277.000 đồng một lượng. Vàng lý trang 18K tăng 75.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 37.754.000 đồng một lượng, chiều bán 39.754.000 đồng một lượng. Vàng lý trang 14K tăng 58.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua và chiều bán hiện đang có mức giá 28.935.000 đồng một lượng và 30.935.000 đồng một lượng. Vàng đi trang loại 10K tăng 42.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 20 triệu 170 000 đồng một lượng Chiều bán 22 triệu 170 000 đồng một lượng Thưa các bạn, đêm qua Vàng thế giới đã tăng mạnh Khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ Và tỷ giá đồng đô la cũng đi xuống Sau phiên điều trần của Chủ tịch Fed ông Powell Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã giảm xuống dưới mức 1,75% trong phiên ngày hôm thứ ba, sau khi đã vượt 1,8%, mức cao nhất trong vòng 2 năm qua trong phiên trước đó. Chỉ số đồng đô la so với các đồng tiền chủ chốt khác đã giảm tới 0,4% và dưới mức 95,6 điểm. Trong cuộc điều trần trước một ủy ban của Thượng viện, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ông Powell nói rằng ông kỳ vọng chuỗi cung ứng sẽ bình ổn trở lại và áp lực lạm phát sẽ dịu đi trong năm nay năm 2022. Nhưng Fed không ngại tăng lãi suất mạnh hơn dự kiến nếu như lạm phát tiếp tục ở mức cao. Cuộc điều trần này nằm trong quy trình phê chuẩn ông Powell cho nhiệm kỳ chủ tịch Fed tiếp theo. Mặc dù quan điểm của ông Powell có vẻ như diều hâu như trước, các thị trường dường như đã hiểu rõ về mức độ linh hoạt của Fed khi thắt chặt chính sách tiền tệ trong tương lai. Hàng hóa, đặc biệt là vàng và dầu, được hứng lợi từ bình luận của ông Powell khi chỉ số đồng đô la Mỹ giảm, đồng đô la hạ nhiệt chính là nền tảng để vàng tăng giá. Vàng được dự báo sẽ sôi động hơn sau một năm suy giảm năm 2021. Sự suy yếu của các thị trường chứng khoán sẽ là yếu tố hỗ trợ cho mặt hàng này. Dữ liệu lạm phát trong phiên ngày hôm nay thứ tư sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định điều gì tiếp theo đối với đồng đô la Mỹ. Thị trường đang dự đoán rằng chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ sẽ tăng 7% cho đến 7,1% hàng năm vào tháng 12. Câu hỏi đặt ra là liệu một phản ứng giảm giá mạnh của đồng đô la Mỹ có tiếp tục xuất hiện sau khi chỉ số CPI được công bố hay không? Mức quan trọng cần theo dõi trong lúc này là 1830 đô la Mỹ với hy vọng quý 1 năm nay sẽ khác với quý 1 năm 2021. Thiết nghĩ vào phiên Mỹ tối nay theo giờ Việt Nam, giá vàng sẽ có biến động mạnh bởi thị trường đang dồn sự chú ý vào số liệu lạm phát của Mỹ sẽ được công bố vào phiên ngày hôm nay. Do đó, phiên ngày mai thứ năm, 13 tháng 1, giá vàng trong nước sẽ biến động theo thị trường vàng thế giới đêm nay. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ tư, ngày 12 tháng 1 năm 2022 trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn buổi tối cùng gia đình sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Nếu như các bạn cho rằng đây là thông tin hữu ích, các bạn đừng quên nhấn giúp mình phát một like, bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.